Chào các bạn nhé. Giới thiệu với các bạn, đây là con dao chuyên chặt lợn quay của bên em ạ. Con này nặng 7 lạng nhé, 700g, dài 30cm, lưới rộng 8cm. Và chuôi bên em làm chuôi gỗ cẩm chỉ Tây Bắc. Đấy, bên em riêng con này thì em chốt 2 đinh 6 ly nhé, cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, độ sắc bén bên em cam kết là đỉnh cao nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, bảo hành cho các bác là trọn đời luôn. Đây là dòng dao chép bổ nhé, tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, các bác cần dao tốt, chất lượng thì cứ liên hệ bên em nhé.